Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mà gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời." Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy Và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó Ai phục vụ thầy cha thầy sẽ quý trọng người ấy Đó là lời chúa. Xin kính chào quý ông bà anh chị em Hôm nay là ngày thứ ba Ngày mùng 10 tháng 8 Giáo hội mừng lễ Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo Lời Chúa mời gọi cho chúng ta chiêm ngắm về một hình ảnh rất dễ thương và gần gũi với con người chúng ta. Đó là hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn chỉ trơ trọi một mình và nó chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác. Hạt lúa chết đi tức là họ chấp nhận hủy mình ra không, chấp nhận vỡ toát cuộc đời của mình để rồi từ đó sẽ đâm chồi nảy lọc để sinh ra những cây cành thật tươi tốt và có thể sinh hoa kết trái và từ trái đó lại tiếp tục sinh sôi nảy nở chết đi đây là chết đi đối với mình nhưng sự sống lại được phát triển điều đó để liên tưởng đến đến việc chính Chúa Giêsu mang lấy thân phận của con người và chấp nhận để chết với thân xác yếu hèn của con người để rồi cái chết đó sẽ sinh ra sự sống mà sự sống đó dành cho tất cả những ai tin vào chúa tất cả những ai chấp nhận đi theo con đường của chúa tất cả những ai muốn phục vụ chúa và đi như chúa đã đi thì người đó cũng sẽ mang lại một sự sống mới từ nơi thiên chúa và đó là thông điệp mà chúa giêsu muốn dành cho tất cả những ai tin tưởng nơi chúa và thuộc về chúa và bên cạnh đó thì cho chúng ta thấy một hình ảnh rất là dễ thương đó là thánh lorenzo thánh lorenzo ngài là một trong những bảy phó tế vào thế kỷ thứ hai ngài là người gốc tây ban nha nhưng lại đi du học ở tại roma và được tuyển chọn vào trong đội ngũ của bảy phó tế để phục vụ giáo hội và lúc bấy giờ chúng ta biết ngài cũng đã sẵn sàng để bước theo chân của đức giáo hoàng siano đức giáo hoàng đã bị bắt và kết án tử cho nên thánh lorenzo cũng đã chạy đến và khóc lóc muốn rằng ngài được đi theo đức giáo hoàng Xích Tô Đức giáo hoàng Xích Tô à, đã hứa với thánh Lorenzo là ba ngày sau à, sẽ đi theo con đường của đức giáo hoàng. Nhưng thánh Lorenzo rất vui mừng để rồi về có thể chia những tài sản của giáo hội cho người nghèo đến mức độ mà hoàng đế Decio đã bắt lấy lorenzo và yêu cầu phải nộp tất cả tài sản của giáo hội cho hoàng đế nhưng lorenzo đã dẫn đến toàn là những người nghèo của giáo hội và đưa đến hoàng đế và nói với hoàng đế đây là tài sản của giáo hội và chính vì thế mà hoàng đế Decio đã bực bội và bắt lấy Lorenzo và đưa đến cái chỗ tử hình là bị nướng trên giàn nướng và khi nướng thì ngài bị nướng đã cháy một bên thì ngài nói là nó chưa có đều xin đổi lại bên kia cho tôi để cho nó chín đều. Và đây là một cái câu nói khôi hài nhưng cũng nói lên sự can đảm của thánh Lorenzo và ngài ao ước trước khi chết thì ngài ao ước được đức tin sẽ được loan truyền trên khắp thế giới và cũng như là cho tất cả mọi người ngài ao ước điều đó để thấy rằng thánh lorenzo đã sẵn sàng chết vì đức tin sẵn sàng chết vì tất cả những gì là của hội thánh để rồi ngài ao ước con đường chúa giêsu đã đi qua như thế nào và ngài sống như chính chúa giêsu như thế cho chúng ta một bài học về thánh lorenzo mỗi người chúng ta luôn sẵn sàng để lắng nghe và thực hành lời của thiên chúa quả thực điều này không phải dễ dàng chút nào để chúng ta đối diện với cái chết thì không phải là một chuyện đơn giản bởi vì con người của chúng ta mang trên thân phận yếu đuối mỏng giòn đứng trước bao nhiêu cái chết chúng ta cũng lo lắng sợ hãi thế nhưng để can đảm mà chết vì Chúa, vì đức tin, vì tin mừng của Chúa thì quả thực là lại là một vấn đề nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, đứng trước biết bao nhiêu cái chết của đại dịch Covid-19 này, cũng biết bao nhiêu những con người chúng ta còn đang lo lắng. Nhưng bên cạnh đó cũng biết bao nhiêu những con người sẵn sàng để đi ra những tuyến đầu để phục vụ cho những người đang bị nhiễm. Covid-19 và sẵn sàng phục vụ đó, bỏ nhà cửa, bỏ anh chị em, bỏ tất cả những lợi lộc riêng tư của mình để làm sao đó phục vụ những hơi thở của anh chị em thì phải nói đây là những hình ảnh rất đẹp. Chúng ta tiếp tục để cầu nguyện cho đại dịch này và thậm chí cho thế giới, cho nhân loại, cho con người và cho những người đã hy sinh cho đại dịch này. Amen.